Chào các bác nhá. Chào các bác đến với kênh YouTube của Shop Tân Ánh nhá. Trong chương trình buổi tối hôm nay, chủ đề là nói về cái loa Q92 nhá các bác nhá. Loa bẫy chim, loa mồi chim Q92, hàng cao cấp nhãn hiệu Daini nhá. Hôm nay là sẽ nói về cái loa Q92, về giá thành, về phụ kiện nhá. Cái này thì cũng nói luôn với các bác là từ đầu video luôn, thông báo với anh em là cái giá loa Q92 nhá. Giá loa Q92 phiên bản 2018 nó sẽ không giảm giá nữa. Không giảm giá nữa các bác nhá. Giá thời điểm này thời điểm thấp nhất rồi. Giá là 700.000. 700.000 cho một bộ loa. Đấy, giá này thông báo với các bác là giá thấp nhất rồi nhá. Đây tôi xin giới thiệu chi tiết cho các bác những cái phụ kiện của bộ loa Q92 cho các bác nắm được nhá. À. Chào các bác, đây là mình. Đúng lá này. Đây là cái bộ loa mồi chim. Anh em gọi loa mồi chim hay là loa bẫy chim Daini Q92. Cái phiên bản này là phiên bản 2018 nhá. Đây tôi giới thiệu chi tiết với các bác để các bác nắm được là những cái gì. Thế còn về giá thành thì bên shop vẫn đang bán được cái giá là 700.000. 700.000 là bao gồm cước phí vận chuyển về tới nhà cho các bác, là bao gồm bộ loa và những cái phụ kiện cơ bản đi theo loa. Chưa có thể nhớ nhá. Thì bây giờ cái giá 700.000 là bao gồm những thứ như này thì các bác sẽ nắm được. Và thông báo với các bác luôn là với cái giá 700.000 này thì cái giá loa Q92 nó sẽ không xuống nữa nhá. Mà nó sẽ nằm ở giá 700.000, tại vì cái giá này là giá thấp nhất hết cỡ rồi. Cái giá đầu vào hiện tại là còn đang lên, giá đang lên cơ. Thì bây giờ giá 700 ấy là cho một bộ loa và phụ kiện cơ bản thì bao gồm phụ kiện cơ bản là cục sạc điện. Các bác lưu ý cái loa Q92 này là nó dùng nguồn sạc là DC 9V, có nghĩa là nguồn sạc một chiều điện DC 9V nhé. Một cục sạc như thế này, một cái dây cáp. Cái dây cáp này thì sẽ sạc cho cái tay điều khiển. Đây là tay điều khiển, dòng này là dòng tay điều khiển cao cấp thì nó sẽ dùng cái pin của điện thoại nhé các bác nhé. Pin của điện thoại, pin Nokia, dung lượng là 4,2V hoặc là 3,7V. Thì cái nguồn sạc cho cái tay điều khiển này này thì sẽ là 5V. 5V ở đây ý, thì có nghĩa là sẽ chung với nguồn sạc điện thoại. Và khi đã chung với nguồn sạc điện thoại như vậy ý, thì nó rất là phổ thông, nó rất là dễ. Thì nhà sản xuất sẽ không cho mình cái cục sạc của điện thoại đâu nha các bác nhá. Các bác lưu ý là không có cục sạc cho tay điều khiển nhá. Không có cục sạc cho tay điều khiển mà chỉ có dây cáp để sạc thôi nhá. Chỉ có dây cáp để sạc thôi. Đấy, thì các bác sẽ vào lấy cái cục sạc cho tay điều khiển như thế này. Các bác sạc vào nhé. Đây các bác sạc vào. Đấy, các bác cắm vào điện và các bác sẽ sạc cái tay điều khiển này được. Đấy là về cái tay điều khiển, về dây cáp sạc. Các bác lưu ý kỹ nhá, là không có cục sạc nữa nhé, chỉ có dây cáp thôi. Đấy, và một cái thân máy. Thân máy nhá. Thân máy trong túi chống sóc đây. Tôi mở kỹ đây. Đây. Và các bác lưu ý này, khi các bác nhận được hàng ấy, thì các bác bóc cả cái miếng bìa này ra, cả cái khay nhựa này ra nhá. Phía dưới nha, phía dưới sẽ có cho các bác là một cái túi vải để đeo. Đây, một túi vải đeo. Thế cần này thứ là nó trọn vẹn đủ loa và phụ kiện cơ bản của cái loa mồi chim Q92 này nhá. Loa mồi chim Q92. Đấy, như vậy là đã là loa và phụ kiện cơ bản nhá. Là có những bấy nhiêu phụ kiện, bấy nhiêu thứ các bác nhá. Thế còn giá thành sẽ là 700.000 đấy, 700.000 bao cước cho các bác đi toàn quốc. Thế còn các bác thông báo luôn các bác là các bác đừng có hy vọng hay là giá loa Q92 nó sẽ thấp hơn. Thì thưa với các bác là sẽ không thấp hơn nhá. Shop sẽ bán với giá cố định là như vậy. Thế còn một số đơn vị khác họ bán thấp hơn thì các bác thông cảm, các bác tìm hiểu thêm nhá. Thế còn bên giá của shop thì giá 700 là cái giá thấp nhất rồi, bao gồm loa và phụ kiện cơ bản. Tại vì cái giá này là bên shop nhập vào giá rất là cao. Và cái dòng loa này là dòng loa mẫu mới, mẫu 2018 nha các bác nhá. Mẫu 2018, cái đèn độc lập này này là cái nhựa nó màu trắng thì nó sẽ có chế độ báo đèn xanh khi sạc pin đầy nhá. Báo đèn xanh khi sạc pin đầy. Đó cái dòng loa Q92 này. Đấy. Thì giá là 700.000 loa và phụ kiện cơ bản. Dòng này là dòng cao cấp để các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng âm thanh của nó. Các bác thử luôn một chút nhá. Đấy. Đây, tôi cắm USB vào. Các bác cái nút hiệu âm thanh này, các bác để lên tầm giữa. Hai nút hiệu âm thanh chỉnh lên tầm giữa. Cái nút này nút mở nguồn.
các bác sẽ mở nguồn lên, các bác mở nguồn lên. À, luôn luôn nói lại với các bác ấy là cái dòng loa này ấy, là dòng loa chuyên dụng dành cho anh em săn bẫy. Thì khi các bác bật lên ấy thì loa nó sẽ vớt sang cái chế độ hiện có của loa, là các bác cắm USB này sẽ vớt sang chế độ USB. Có hai dấu gạch thì nó đang nằm ở chế độ tạm dừng nhé, đang nằm chế độ tạm dừng. Thì các bác muốn phát thì các bác bấm play thì nó sẽ phát. Và tay điều khiển này các bác muốn hoạt động được ấy, thì các bác sẽ bấm bật cái nút nguồn này lên này. Nút nguồn bên cạnh các bác bật lên. Bật lên này nhá. Thì khi các bác bấm vào đây ấy, thì có đèn tín hiệu xanh. Đấy, các bác nhìn này, đèn tín hiệu xanh nó nhá này. Đấy. Là cái loa nhận được tín hiệu là nó sẽ phát nhận âm thanh nó phát nhá. Đấy, bấm vào đây nó mới chạy. Đấy. Chất lượng âm thanh thì rất là tốt. Cái này thì thực tế đã chứng minh rồi, anh em chơi rất là ưng ý nhá. Chất lượng âm thanh rất là tốt nhá. Đấy, chất lượng âm thanh của con loa Q92 này thì các bác không phải suy nghĩ nhá. Rất là tốt, rất là ấm, rất là trong. Anh em đánh rất là ưng ý, không ai phải thắc mắc phàn nàn gì nhá. Thế còn cái này là dòng loa cao cấp, khi nó phát lại nó mở lên ấy thì nó sẽ chạy một bài duy nhất, nó không lặp lại sang cái bài khác, nó không tự nhảy sang bài khác nhá. Nó gọi là mặc định là chế độ lặp lại một bài. Đây các bác, đây tôi hướng dẫn lại nhá. Ví dụ như các bác cắm USB, như tôi ví dụ đây là USB, chẳng hạn là thẻ nhớ đi, các bác dùng thẻ nhớ sẽ gọn gàng hơn. Thì các bác đi săn bẫy thì các bác sẽ để cái nút hiệu âm thanh này, bác để tầm giữa nhá. Thế còn cái nút nguồn này thì các bác cứ mở cho hết cỡ đây, tại cái dòng loa này âm thanh nó không được lớn lắm, nó bình thường thôi. Nhưng mà được cái ưu điểm là khi các bác mở hết cỡ lên ấy thì tiếng nó vẫn không bị vỡ, nó vẫn còn tròn tiếng nhá. Thì bắt đầu các bác dùng tay điều khiển, các bác điều chỉnh, ví dụ như các bác chọn bài số 3 nha, bài số 3 là bài dùng được. Đấy. Và các bác điều chỉnh với cái nút giảm âm lượng này, nút dấu trừ này. Các bác bấm xuống cho nó nằm ở số khoảng 25 đi. Đây các bác thấy này, như vol 27, vol 28 này, xuống vol 25 này. Vol 25. Thì bây giờ các bác để ở vol 25 này thì khi các bác đi ra xa, các bác muốn nó to hơn thì các bác bấm vào nút dấu cộng thì cái loa nó sẽ phát được âm thanh lớn hơn. Còn các bác muốn nhỏ hơn nữa thì các bác bấm tiếp vào dấu trừ thì nó sẽ nhỏ hơn nữa. Còn bản thân cái loa này khi các bác bật lên ấy thì cái âm lượng mà vol ấy nó sẽ nằm ở cái mức lớn nhất là vol 32. Thì các bác để ở mức lớn nhất như vậy ấy, thì khi đi ra xa các bác không thể to thêm, không cho to thêm không được, mà các bác chỉ cho nhỏ thôi nhé. Đấy, sẽ cho nhỏ thôi. Thì các bác để ở mức 25 thì các bác sẽ cho nhỏ được. Và chọn bài file mình cảm mình đã biết được cái file số 3 là mình đánh được, mình sẽ chọn bài số 3. Và các bác sẽ để gần ở khu vực đặt bẫy của các bác nhé. Và các bác đi xa ra ngoài phạm vi 150-200m thì khi đấy là các bác bắt đầu bấm vào đây. Là cái loa nó bắt đầu nó hoạt động nhá. Nó hoạt động và nó bắt đầu nó hoạt động, nó gọi bổi nhá. Thế khi đấy các bác muốn to hơn thì các bác bấm vào dấu cộng âm lượng. Thì là âm lượng sẽ đạt to hơn nhá. Đấy. Các bác muốn nhỏ hơn thì các bác bấm vào dấu trừ. Các bác muốn tạm dừng thì các bác tạm dừng lại. Đây tôi bấm tạm dừng lại rồi đây. Đấy. Em muốn tạm dừng lại. Thế còn các bác muốn chuyển sang bài khác theo các số, các bác bấm trên tay điều khiển nhé. Bấm trên tay điều khiển. Cái dòng loa này thì dòng loa cao cấp, âm thanh rất là tốt. Sóng điều khiển bắt đèn xa ổn định. Với tay điều khiển cao cấp dùng bằng pin sạc nhé, không phải thay. Đấy, cái loa này là loa Q92 phiên bản 2018 nhé, có chức năng báo đèn xanh khi nó đầy pin. Đây phiên bản mới nhất này này. Thông báo với các bác là giá nó sẽ là 700.000, nó sẽ ổn định ở mức giá 700.000 này, nó sẽ không có xuống nữa đâu. Các bác có mua sắm thì các bác cứ mạnh dạn mua sắm thôi, chứ còn đợi giá rẻ hơn thì sẽ không có đâu nhé các bác nhá. Đây shop sẽ bán theo cái giá cố định là 700.000, bao ship đi toàn quốc. Mong nhận được sự ủng hộ của
các bác dành cho cái mẫu loa mồi chim này Q93 này nhá, Q92 này nhá. Rồi các bác còn shop còn rất nhiều mặt hàng phục vụ anh em đấy nhá, loa bẫy chim, áo mật ong, đủ các mặt hàng. Các bác cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp với lại shop nhá. Rồi xin cảm ơn các bác.